Thưa quý vị, hơn 40% hộ dân tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ngầm nhiễm vi sinh và các chất hữu cơ trong nước do ở gần khu vực bãi rác thải Hòn Dọ và nghĩa trang của xã Ninh An. Do khu vực chứa rác thải và nghĩa trang nằm ở phía thượng nguồn nên rác tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người đã thấm sâu vào đất, khiến cho các mạch nước ngầm nhiễm vi sinh rất nặng, vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên khai thác mạch nước ngầm như đào, khoan giếng để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nó đóng tiền.